em Huyền khám phá trong kênh Nhà Đất Nguyễn Đoàn. Cả nhà có thể là ngắm nhìn phía trước góc đẹp nhất của ngôi nhà, góc hai mặt tiền với em nha. Và con đường bên hông của nhà mình rất là rộng ha, một con hẻm mà chỉ có hơn chục căn thôi, không gian bên đây là xe hơi mình có thể di chuyển vào bên hông này luôn. Con đường mặt chính của nhà mình, đường rộng, hẻm thông, chỉ 30m là mình đã di chuyển ra đường Nguyễn Văn Khối, khu vực phường 8 của quận Gò Vấp. Rất là nhiều tiện ích, bán kính xung quanh nhà mình, khu vực ngã ba cây châm và di chuyển ra đường Phạm Văn Chiêu, đi về đường Quang Trung cũng rất là gần, một khu vực trung tâm của phường 8 Gò Vấp, một vị trí đắc địa góc hai mặt tiền. Căn nhà của mình được xây dựng trên khuôn viên đất rất là đẹp ha, góc hai mặt tiền, cả nhà có thể thấy sự thông thoáng của căn nhà mình, tinh tế hiện đại được thể hiện trong không gian của căn nhà. Gia chủ thiết kế rất là bắt mắt cho căn nhà của mình với hướng đông nam, với một mức rất là hời, chỉ có 9,5 tỷ vẫn còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Theo mình vào bên trong để mình khám phá chi tiết của căn nhà này nhé. Lối vào cổng chính của nhà mình, một bộ cửa rất là chắc chắn. Không gian mặt tiền phía trước của nhà mình. Em vào bên trong để mình khám phá không gian của căn nhà với hướng đông nam này ha. Nằm trên khuôn viên đất ngang 4,5 mét, nở hậu gần 6m và chiều dài lên tới 9m. Không gian của nhà mình, bên ngoài mình có thể di chuyển xe gắn máy ha. Một lớp cửa Sifa cao cấp cho không gian của căn nhà. Rồi, cả nhà thêm vào bên trong. Không gian bên trong của căn nhà mình, khu vực tiếp những vị khách quý. Một trệt, một lửng, 4 tầng lầu, 3 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh là kết cấu của không gian căn nhà em muốn giới thiệu ngày hôm nay. Chỉ có 9,5 tỷ vẫn còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Muốn một mức giá khá hời, thấp cho căn nhà này thì hãy nhấc máy gọi ngay với em. Em sẽ tư vấn nhiệt tình trực tiếp và mình có thể di chuyển để coi trực tiếp vị trí không gian của căn nhà mình. Căn nhà mình là căn góc hai mặt tiền nên gia chủ có thiết kế thêm không gian mở ở bên đây. Bộ cửa bên đây rất là thông thoáng cho không gian của nhà mình ha. Những khách hàng có tầm tài chính tầm trên 9 tỷ thì mình có thể đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho không gian nhà mình. Khu vực nhà vệ sinh và lối đi lên trên tầng bên trên nhà mình ha. Tổng thể xung quanh không gian bên dưới phòng khách của nhà mình, trọng, tinh tế là những thiết kế trong không gian của căn nhà này. Rồi theo mình tiếp tục lên trên để mình khám phá không gian phía bên trên nhé. Không gian tầng lửng của nhà mình, khu vực tầng lửng được gia chủ thiết kế không gian bên trên, kết nối những thành viên trên nhà mình và khu vực bếp nấu ăn. Không gian khu vực đối lưu của nhà mình, căn góc hai mặt tiền rất là thông thoáng, hệ cửa cũng rất là nhiều cho không gian của nhà gian mình. Những tầng bên trên tiếp theo em nhé. Xin mời cả nhà thêm nè. Không gian của nhà mình, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ việc chờ chủ nhân mới sở hữu không gian của căn nhà này. Tất cả các hệ tủ cửa, cả nhà có thể thấy một khu vực dành tủ quần áo dành cho chị em chúng mình. Không gian bên đây cả nhà có thấy một bộ rèm cửa rất là đẹp không ạ? Đó, đây là không gian nhà mình là căn góc hai mặt tiền nên là các hệ cửa rất là nhiều ha, thông thoáng trong một căn nhà. Khu vực nhà vệ sinh, tổng thể xung quanh phòng ngủ của nhà mình, những họa tiết decor setup rất là bắt mắt. Theo mình tiếp tục lên những không gian tiếp theo nhé. Chào mừng cả nhà thân yêu, mình đến không gian tầng 2. Trên không gian tầng 2 cũng là một căn phòng master lớn luôn. Mỗi căn phòng là những họa tiết decor setup khác nhau. Bộ chăn ga giường nệm đã chuẩn bị sẵn sàng. Các hệ tủ rất là to để chị em mình có thể là để thật nhiều quần áo trên không gian. Và khu vực nhà vệ sinh cũng có thiết kế ở không gian này. Một lối ra nhỏ nhỏ bên hông nhà mình để ngắm những căn nhà xung quanh nhà mình ha. Đây là khu vực xung quanh nhà mình này. Đó, thông thoáng và một căn nhà cũng cao tầng ngay sát bên nhà mình rồi. Những căn nhà hàng xóm xung quanh. Căn nhà này cũng tọa lạc tại phường 8 của đường Nguyễn Văn Khối. Mình di chuyển vào chỉ có một sảnh ngắn có 30m thôi là đã tới vị trí của nhà mình. Không gian mình nhìn thấy không gian bên trên này ha, khu vực tầng 2, một căn phòng master lớn này là mình cũng đã muốn được sở hữu không gian của căn nhà này rồi. Nếu mà tầm tiền mình phù hợp thì cả nhà có thể nhấc máy gọi ngay với em. Mình coi trực tiếp vị trí không gian của căn nhà này ha. Không gian tầng 2 đã xong thì mình lại tiếp tục thêm mình khám phá tầng số 3 với em nhé.
Không gian căn phòng số 3 master lớn bên tầng 3 của nhà mình ha. Những họa tiết, những điểm nhấn và màu sắc deco cho không gian của nhà mình trên căn phòng này. Rèm cửa đều là chất liệu lụa cao cấp luôn ha. Mát mịn, sờ rất là sướng tay. Một bộ bàn cũng chuẩn bị cho mình để ngồi đây chiêu chiêu, thư giãn. Đó, cả nhà có thể nhìn thấy này, không gian của nhà mình ha, những chất liệu này cũng như là bộ rèm cửa rất là dễ thương. Có thêm một không gian lối ra ngoài phía bên hông của nhà mình, khu vực nhà vệ sinh với những thiết bị được dát vàng, rất là tuyệt vời. Chỉ có 9 tỷ rưỡi còn thương lượng thôi nha cả nhà, với hướng Đông Nam. Không gian phòng master ở tầng 3 đã xong thì mình tiếp tục lên trên tầng 4 bên nhé. Tầng sân thượng của nhà mình ha, một office rất là đẹp cho không gian của nhà mình. Và toàn cảnh xung quanh những căn nhà, khu vực hàng xóm xung quanh nhà mình ha, một khu vực rất là đông vui. Và có thể nhìn đường cao đẳng miền Nam ngay sát bên nhà mình rồi, 30m là đã ra đường Nguyễn Văn Khối. Không gian mình chiêm ngưỡng khu vực xung quanh này ha, toàn những căn nhà cao tầng. Vâng, một office thật là đẹp và thật là dễ thương trên đường tại phường số 8 của đường Nguyễn Văn Khối, di chuyển vào một office cực kỳ đẹp luôn, chỉ có 9 tỷ rưỡi còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Nếu cả nhà cảm thấy phù hợp thì hãy cứ nhấc máy gọi ngay với em Huyền nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.